Hi, em Linh xin chào tất cả các chú anh chị đã quay lại kênh vlog của em Linh. Em Linh xin chúc tất cả các chú anh chị ngày mới học tập làm việc thật là vui vẻ và may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại thì anh em đang chuẩn bị ăn cơm sáng. Hôm nay thì ghi lặn điểm hơi hơi luôn chú anh chị từ trong cảng Thạnh Thới chạy ra thì cũng 4 hải lý. Nước ở đây độ sâu thì cô chú anh chị cũng biết rồi, khoảng 3 xe tay hoặc 4 xe tay của em Linh thôi, chứ không có độ sâu nữa. Đó, anh em phía trước hôm nay thì đi 7 thành viên cũng như ngày hôm qua thôi. Đây em Bảo Linh, Du Linh, Dương Linh, bạn Năng, cháu Thắng, em Di. Rồi em mời tất cả các chú anh chị ăn cơm cùng anh em để tiếp tục lặn biển ngày mới. Hy vọng hôm nay nước trong để anh em bắt hải sản thành quả bội thu nhiều hơn. Hôm nay thì gió lượng người hơi nhấp nhô. Hôm nay thì ăn cơm với cá âm. Cá hồng không? Cá ba sa. Cá ba sa bằng con mét ơi. Cá chua, canh chua, canh chua với cá lò. Cá căng không mà. Căng hả? Sau bữa cơm thì anh em vẫn tiếp tục lặn biển như hàng ngày thôi. Giờ mời tất cả cô chú anh chị theo em Linh cũng như anh em để tiếp tục lặn biển ở tại vùng biển đảo Phú Quốc nha. Hy vọng ngày hôm nay anh em sẽ may mắn bội thu hơn ngày hôm qua để kiếm thu nhập cao hơn để gửi về gia đình. Nước hôm nay cũng khá là trong này cô chú anh chị. Từ trên mặt nước đổ xuống dưới đáy thì khoảng 2 sải tay của em Linh thôi. Nước đây thì khỏi bàn về độ sâu rồi cô chú anh chị, cực kỳ là cạn luôn. Đây đây, mới nhảy xuống thì em bắt được một con sò huyết long khá là to luôn. Điểm lặn này là ngày hôm qua có sò huyết long nên em Bảo Linh bấm điểm lại. Anh em hôm nay lại lặn tiếp nè cô chú anh chị. Phía trước là em Bảo Linh đang tập trung móc hải sản đó cô chú anh chị. Hôm nay em Di mỗi mình nên thay thế cho em Bảo Linh nhảy xuống lặn. Em Di ở trên thì dòm ngó những giò dây. Nói chung thì anh em nào phỉ thì nhảy lặn, còn anh em nào mà mệt mỏi thì ở trên thay thế thôi. Lúc này em Bảo Linh cũng thấy em Linh đang quay video. Em Bảo Linh chào cô chú anh chị đó. Đó cách anh em móc hải sản như thế đó cô chú anh chị à. Còn em quay thì em thấy thì em mới quay. Có nhiều con hải sản không có mánh thì em Linh phải lấy móc cào như em Bảo Linh thôi. Đây em Linh lại bắt được một con sò ngọc giăng cưa, còn gọi là sò cò. Chạy tới đây thì em Linh lại bắt được một con sò mai sọc nữa. Đây đây có một con sò huyết long nữa luôn. Sò huyết long thì có giá 90k cho đến 100k một ký. Còn sò mai sọc thì vẫn giữ giá 10k cho đến 15k một ký. Phía trước em lại gặp một con sò mai đá đực này. Loại sò mai đá đực đây thì thương lái họ không có mua. Đây để em lấy một con sò mai đá sọc ra để cho cô chú anh chị dễ phân biệt hơn. Đó, hai con khác hoàn toàn nha. Giờ em sẽ cắm con sò mai đá đực này xuống cho nó mọc dễ và nó sống khỏe hơn. Phía bên đây em lại gặp một con sò mai đá cái này. Bên đây em bắt được một con sò léo nữa. Sò léo còn gọi là sò dẻo đó cô chú anh chị. Đây đây em mới quạt chỗ này ra thì thấy có một con sò ngao đá tròn và một con sò ngao bung. Em bắt con sò ngao đá tròn trước này, còn con sò ngao bung nữa. Wow, quá đã luôn. Nó rất là to nha. Nếu cô chú anh chị nào mà đã từng ăn con sò ngao bung này rồi thì nhớ để lại phần bình luận cảm nhận ăn con sò ngao bung này như thế nào nha, để cho cô chú anh chị khác đều biết được cảm nhận. Còn cảm nhận cá nhân của em á, thì con ngao bung này ăn thì không có ngon của chú anh chị nha. Ăn rất là dai luôn, dai như cao su vậy.
Em lên lại bắt được hai con sò ngọc giang cưa và một con sò ngao lũ này. Đây đây đây, em lên lại gặp một con sò huyết long nữa này. Em lên chạy tới đây cũng bắt được hai con sò ngao lũ luôn. Tiếp tục em Linh lại phát hiện có một cái giòi của con sò ngao bung đây. Con sò ngao bung này nằm rất là sâu luôn, chắc là nó to lắm đây. Đây rồi, wow. Con này cũng không có to lắm nhưng mà nó nằm rất là sâu luôn cô chú anh chị à. Em Linh lại phát hiện có một con sò huyết long nữa. Sò huyết long nãy giờ thì em bắt cũng khá khá đó cô chú anh chị. Đây đây, em lên lại phát hiện có một cái giòi của con sò ngao bung nữa nè. Đây rồi, con sò ngao bung này thì cũng không có to lắm, được cái là nặng ký thôi cô chú anh chị. Em lên lại bắt được hai con sò léo và một con sò ngọc giang cưa. Wow wow, đây em lại tiếp tục bắt một con sò huyết long khá là to nữa này. Điểm này thì em Linh thấy có dấu sò huyết long đó cô chú anh chị. Đây đây đây, em Linh lại gặp một con ngao đá, còn gọi là ngao hai còi đây. Wow, quá đã luôn này. Nói chung là sò ngao đá ở tại đảo Phú Quốc thì cũng hiếm lắm cô chú anh chị nha. Một ngày anh em bắt nhiều nhất là khoảng 5-6 con, 6-7 con gì đó thôi. Có khi anh em bắt khoảng 2-3 con gì thôi. Em Linh lại bắt được một con ngao đá tròn. Phía bên đây có một con ngao lũ luôn. Lại là một con ngao đá tròn. Em thấy bên đây có cái mánh của con sò ngọc giang cưa nữa nè. Phía trước em lại gặp cái mánh của con sò ngao đá, còn gọi là ngao hai còi. Em bắt con này là con thứ hai, con thứ ba giờ đó cô chú anh chị à. Em Linh mới bắt được con ngao đá hai còi thì gặp lại cái mánh của con sò ngao bung luôn. Đó là mới cái xịt cái bụi lên đó. Đây rồi cô chú anh chị, wow, khá là to nữa này, đó quá đã luôn cô chú anh chị à. Em Linh bắt được một con sò ngao đá tròn thì gặp những cây lá hẹ rất là cao.
Rồi đây, em gặp một con sò huyết long khá là to này, nằm trong những cái cây lá hẹ. Phía bên đây có một con sò léo khá to nữa. Chỗ này thì cũng có sò léo khá khá nè cô chú anh chị. Kìa kìa, phía trước em thấy một con ngao đá hai còi. Đây rồi. Wow, con này cũng khá là to này. Giá sò ngao hai còi thì 170 đến 180k một ký. Wow, nhìn xa xa em thấy con sò huyết long khá là to luôn đây. Sò huyết long đây thì quê hương em còn gọi là sò huyết u này, vì nó rất là to. Đó, em cầm trong bụng tay này, quá là đã luôn, nặng cái tay đã của chú anh chị à. Sò huyết long em thích nhất là chế biến món nướng mỡ hành, ăn bá cháy bột chét luôn. Lúc này thì em đã lên ghe ăn cơm trưa rồi. Giờ nhảy xuống lại, em đã lấy móc một để đi bắt hải sản này. Em Linh ít có thời gian để quay chia sẻ cho cô chú anh chị 2K, nên em tóm tắt gọn video 1K thôi. Mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm cho em Linh nha. Wow, đây. Em bắt xung quanh chỗ đây thôi mà được 3 con sò ngọt dân cư, một con sò léo với một con ngao lụa. Công việc lặn biển của em Linh thì một ngày ít nhất là 2K lặn. Nếu mà thuận lợi thời gian thì em mới quay chia sẻ cho cô chú anh chị được 2K, để cho cô chú anh chị hiểu hơn về cái nghề lặn biển của em Linh. Nhưng mà em ít có thời gian nên quay 1K thôi. Em Linh lại bắt được một con sò tu hài nữa nè. Đây đây, em Linh gặp một con ốc mặt trăng. Nó trong cái miệng của con ốc á, nó có một cái quằn trăng này, rất là đẹp. Em Linh lại bắt được một con sò tu hài. Sò tu hài điểm này thì em thấy cũng ít hơn điểm ngày hôm qua. Em Linh thấy có một cái giòi xịt lên, không biết là con tu hài hay là con ngao bung đây. À, thì ra là một con sò ngao bung, khá là to, quá đã luôn của chú anh chị. Đây, một con hải sâm đen, quê hương em gọi là con đục độc chỉ nè. Con đồng độc chỉ này á, thì quê em có một số cô chú anh chị đã từng chế biến ăn rồi. Làm gỏi ăn rất là ngon luôn, nhưng mà làm nó thì cực công lắm. Phải chà giữa làm sạch đi cái màu đen này thì mới chế biến ăn được. Chạy ra đây thì em nên thấy sò léo có khá khá nè cô chú anh chị này, cũng nhiều lắm. Một chỗ đây mà em bắt rất là nhiều hải sản luôn. Wow, một con sò ngao bung khá là to nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Hai con sò léo này, hai con sò ngọt dân cư, hai con ngao lụa và một con sò ngao bung. Quá hấp dẫn. Thank you.
Em lên bắt được một con ngao lụa thì gặp một con sò huyết long nữa. Tiếp tục em lên lại bắt được một con ngao đá tròn khá là to. Đây đây, cái giòi của con sò ngao đá tròn này. Wow, một con sao khá là tuyệt vời luôn. Đó, ngôi sao hình vuông rất là lạ đối với em của chú anh chị à. Không biết cô chú anh chị đã từng thấy ngôi sao hình vuông như thế này chưa? Nếu cô chú anh chị nào đã từng thấy rồi thì nhớ comment phía dưới cho em biết nha. Nhìn vào như là một cái bánh chân trong những ngày Tết vậy cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Nếu cô chú anh chị nào thấy ngôi sao này đẹp và thú vị, nhớ cho em xin một like nha. Phía bên đây em thấy có cục san hô cũng khá là đẹp. Cục san hô này mà để trong hồ kính chơi cá biển thì rất là tuyệt vời này. Nhưng ở các vùng đảo như đảo Phú Quốc, đảo Phú Quý hoặc đảo Trường Sa thì người ta sẽ cấm không cho lấy những cái cục san hô như thế nha cô chú anh chị. Kìa, em là thấy một cái giòi của con sò ngao bung này. Để em quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem luôn. Đây, đó nó xịt cái bụi lên đó. Để coi con sò ngao bung này có to lắm không nha. Đây rồi. Wow, con này cũng khá là to này. Em Linh lại thấy một con ngao đá tròn nằm trong phía đây. Đây rồi, của chú anh chị. Sò ngao đá tròn thì có giá 30 cho đến 35k, có khi 40k một ký thôi. Em Linh lại bắt được một con sò mai sóc này. Phía trước em thấy có một cây bông hoa quăn trắng đen, nhìn như những cây gai của con diếm luôn. Thank you.
Em lên đây quẹt bắt con sò tu hai thì bắt được một con sò ngọt nhân cư này. Để em quẹt xuống bắt con sò tu hai sao nha. Con sò tu hai này nằm khá là sâu luôn, cuối cùng em cũng bắt được rồi. Đây, chạy tới đây thì em cũng bắt được một con sò tu hai nữa. Tiếp tục em lên lại phát hiện có một con sò ngâu bung nằm trong phía này. Đó, có chú anh chị thấy cái giòi nó không? Đó, nó xịt lên đó. Wow, đây giòi. Con sò ngâu bung này có màu vàng luôn, khá là đẹp. Phía bên đây có một con sò léo nữa. Tiếp tục em lên lại quẹt bắt con sò tu hai. Chạy ra đây thì em thấy có những mặt hàng đắt giá này, sò tu hai, ngâu bung cũng có khá khá đó của chú anh chị. Đây rồi, em cũng bắt được con sò tu hai nữa. Wow, mới bắt được một con sò tu hai thì chạy ra đây thì em bắt được một con sò tu hai tiếp. Wow, em mới bắt được hai con sò tu hai. Thì tới đây em gặp lại một con sò tu hai nữa. Đó, quá đã luôn cô chú anh chị. Đây là bảy ốc bạch tuộc này của bà con ngư dân tại đảo Phú Quốc. Đang bảy bạch tuộc đó cô chú anh chị. Cách hai sải tay của em lên thì bà con sẽ cột một con ốc. Một đàn như thế này thì rất là dài, cũng khoảng 5-7 lý gì đó cô chú anh chị à. Em không rõ lắm nhưng mà cũng dài lắm nha. Em đi lại bắt được một con ngao đá tròn nữa này. Em đi lại bắt được một con sò ngao đá tròn nữa. Wow, đây đây. Em gặp một con sò ngao bung nữa này. Đây rồi. Wow, nhìn con sò ngâu bung chắc lưỡi luôn. Đó, cầm vô cái tay nó đã gì đâu á cô chú anh chị à. Wow, khá là to luôn. Cô chú anh chị có thích video này thì nhớ cho em xin một like nha. Phía trước thì em Linh cũng thấy sợi dây tim không rồi. Em bảo Linh đang bỏ sợi dây tim không xuống để cho anh em biết mặt tóm giật vào, để lên ghe chuẩn bị phân loại hải sản và chạy vào cảng để bán hải sản thôi. Rồi em mời tất cả cô chú anh chị lên ghe để xem thành quả bội thu sau một ngày của 6 anh em. Ngày hôm nay thành quả bội thu được bao nhiêu nha. Sò léo này, còn gọi là sò dẻo này. Còn bên này thì được nửa bao ngâu lụa. Phía này một xô ngâu lụa nữa. Tại hết xô đựng con chú chị nên đựng qua bao luôn. Sò ngâu tô thì được nhiêu đây?
cây MG. Đâu có nhà cái MG ơi. Có ghe này trên chuyến đường chạy cũng gần vào cảng Thành Thới rồi cô chú chị ạ. Giờ này 5 giờ kém rồi. Hôm nay thì anh em hơi chạy chở một chút. Phía bên này thì những cái bè cá bớp của ngư dân bà con ở tại đảo Phú Quốc. Bên này nhiều cây dừa lắm mà em không biết cái chỗ đây gọi tên gì nữa. Nó cũng gần cảng Thành Thới luôn. Cảng Thành Thới thì đi xuống khoảng mấy cây số rồi mà khoảng 2-3 cây số vậy thôi.